Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy đang ở thế giới vũ khí nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, đằng sau người của chúng ta có đầy vũ khí luôn nè. Thì thấy cái tôi đẹp không? Đẹp. Có cái tô này lại ăn đi, ăn. Đổi cái tô. Cái tô là vũ khí đặc biệt á, vũ khí mạnh lắm á. Khoan, đứng im. Sao? Nè, bạn này á, vừa có cái tô này các bạn, mà vừa có thêm cái dù nữa. Xịn, cái dù che mưa hả? Cái dù nó che ra mưa á. Vũ khí xịn á, tôi đi xin của người ta cho tôi á. Ủa, đi xin người ta cho luôn hả? Ừ. Đá vậy? Thôi mà đến thế giới rồi để tôi làm sư phụ quen, nhận cho mình sư phụ quen. Ờ, đúng rồi, chứ Happy cũng đâu biết chơi đâu, Happy cũng mới vô mà. Ờ, vừa vô á thì phải đánh cọc gỗ, nhưng mà khoan Happy lại em, Happy có thấy cái bảng này chưa? Bảng này hả? Ừ. Nè sao, Happy nhấn vô đúng rồi. Nhấn vô rồi, bấm cần phim để nhận nhiệm vụ. Đầu tiên thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta phải đánh 5 cái cọc đá. Ờ, 5 cọc đá là gì vậy? Đánh đâu? Nè, những cái cọc này nhìn thấy là bằng gỗ không phải, màu đen là bằng đá nè. À, phải đánh mấy cái cọc đen này đúng không? Đúng rồi, chúng ta phải đánh 5 cái lần đó. Nè đó, xong rồi nè. Ủa ơi, Happy xong một cái thì sao? Happy mới vô mạnh hơn tôi á. Giờ vô tôi quýnh mấy này lâu lắm. Nhưng mà giúp sau xung đồ cũng nhanh lắm. Đây, đúng rồi, chúng ta phải quýnh 5 cái nha. Ờ, 2 cái rồi nè. Qua đây nhiều hơn nè. Ờ, đợi Happy chạy chậm quá. Mới được 2 cái à. 3 cái nè. Đợi nó quánh nữa. Ui, mấy cái vũ khí này quánh mạnh ghê á. Nè, hãy xem tôi phụ cho. Đó, ok. Ui, chưa ghê. Quánh đi, đó, phụ cho nè, đó, xong rồi. Ui, được nè. Xong nhiệm vụ rồi phải không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trả nhiệm vụ thôi. Trả nhiệm vụ hả? Ừ. Ủa, tức là đi lại cái bảng này nữa hả? Ừ. Ờ, sao ngoài á? Đúng rồi, thì chúng ta phải nhận nhiệm vụ và làm những cái nhiệm vụ này để có thể mạnh hơn mà. Ok, khổ rồi, nó kêu nắm gì đó. Không, bây giờ á, để tôi giới thiệu cho Happy một cái mới nha. Đó là ở trứng. Đó, đặt trứng thì chúng ta có thể lấy được những vũ khí xịn hơn, mới hơn. Nhưng mà mình phải có mấy cái đá quý này nè. Đúng rồi, phải có đá. Và đá thì mình phải quýnh trụ để có thôi. À, bây giờ lên đây, Happy thử bấm mở ra. Chị nghe để mở nha. Rồi, cái trứng bắt qua lắc lại, hầm cục đá. Ồ, cái kiếm gì, cái sẵn. Happy hên quá, ê, được cái sẵn không ạ? Cái sẵn là vũ khí tím á, chỉ có 4.3% mới được thôi. Thôi đúng rồi. Kìa, có bạn leo lên cái kiếm bay là đã ghê á. À, cái này là bạn của tôi á. Cái đó là sao mà bay được vậy, đã quá à. Cái đó là lên level cao á mới bay được Happy. Đã à, tôi hả? Cũng bay được nha, nhưng mà tại tôi thích tôi nói chuyện thôi. À, đã ý à. Ừ, nhưng mà lên level này lâu lắm. Ôi, Happy phải tập luyện nhiều lắm. Có cái cổng gì kìa, đã hả? À, cổng qua thế giới khác, nhưng mà Happy chưa đâu. Bây giờ phải làm hết nhiệm vụ bên thế giới này đi. Rồi qua thế giới khác sẽ mạnh hơn, là tôi sẽ cho Happy đồ trở thành người VIP nhất luôn. Ủa, VIP nhất cái map này luôn. Nhưng mà mình phải kiểu như là mình phải đi đánh mấy cái trụ này nè. Cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn nè Happy. Đúng rồi. Ôi, cái cục gỗ này đánh nhanh mà cũng nhiều nữa, đã ghê. Happy đánh mấy cục gỗ cho nhanh. Mỗi lần đánh Happy được hang mấy điểm không? À, nhiều ghê ha. Lậm mấy cái cục đá này nè, đánh cái cục này. Cục này là cục gì ạ? Đó là bằng kim cương đó. Nè, nhưng mà nó cũng bị mất nữa nè. Nhưng mà rất là lâu, Happy quýnh về thì lâu lắm. Hãy xem tôi nè, kỹ năng của tôi đây. Sao? Bùm. Đã quá, Happy lậm dầu. Một hit luôn. Happy lậm dầu. Không, Happy đã lại mở đá, làm xong nhiệm vụ mở đá đi. Thì phải mở thêm một cục đá nữa để trả nhiệm vụ. Okay, là tôi sẽ chỉ cho Happy nhiệm vụ tiếp theo mà chúng ta phải làm. Mở đá nè. Đó. Rồi mấy cục đá lắc qua lắc lại. Bùm. Wow. Lại là vũ khí tím. Ủa, vũ khí xanh. Nè, sau đó tôi chỉ Happy à, bấm vô hình cây kiếm thấy không? Ừ. Và Happy thể thấy đồ mới mạnh hơn nè. 23 chiếc tấn công luôn. Đã chứ hả? Và Happy cần bấm nút này thôi. Đó. Và bây giờ Happy đã có được vũ khí mới à. Tôi giờ ở ngoài thấy Happy đeo cây sẻn lên nè. Đâu? À nè, hai cái sẻn nè. Ừ, thì cây sẻn sẽ mạnh hơn. Cái hai cái búa đằng đây. Bây giờ Happy thử quýnh cái trụ bằng gỗ coi coi nhanh hơn nãy không. Ok, trụ gỗ nè. Chun. Ủa, nhanh hơn luôn. Gần hết máu đằng luôn á. Wow, bắn đằng đá cũng nhanh kìa. Ba nhát thôi. Vậy thôi, Happy mạnh hơn rồi. Nhưng mà lại trả nhiệm vụ nữa nè. Hả? Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ mới, thử thách mới cho Happy nè. Ở đâu? Ở cái bảng này tiếp chứ đâu. Happy okay. Hoàn thành nhiệm vụ cũ phải lại trả nhiệm vụ. Rồi, bấm cần phim liên tục luôn. Liên tục luôn. Rồi, bây giờ Happy có nhiệm vụ là quánh thử thách cây cột vàng. Đó. Ờ,
Đây cục vàng nằm đây nè. Ờ, phải đánh mấy cái cục vàng này hả? Đúng rồi. Xong rồi mới chuyển qua diamond hả? Đúng rồi. Wow, một nhát là hai nhát nè, ba nhát. Ủa, ai đánh nè? Đó là bạn của tôi Quýnh Thụ đó. Thấy Happy đang khó khăn quá Quýnh Thụ á. Ờ, cái bạn gì vậy? Cái bạn DJ gì nè? Ừ, bạn đó là DJ á, bạn đó làm DJ á. Để Happy giờ Happy đánh cái trụ cột này, cái trụ trụ vàng cái. Đúng rồi. Happy quánh đi. Ê, để chút nữa tôi phụ Happy hay lắm nè. Thủ gì vậy? Phụ quánh chung làm vụ chung được luôn. Trò này có thể làm nhiệm vụ chung được luôn. Đã chưa nè, Happy được 700 mấy rồi nè. Nhưng mà tôi sẽ giả bộ là bây giờ tôi đang là chủ tịch phải không? Tôi sẽ giả bộ làm thường dân. Làm dân thường á. Đúng rồi, nhưng mà dân thường vẫn phải đeo đồ VIP. À, dân thường sao đeo đồ VIP? Vậy mới giữ. Đó, thấy tôi không? Có bốn cây bút nè, đồ VIP đó. Cái bây giờ tôi sẽ bỏ cây kiếm xuống, tôi đi, tôi giả bộ tôi như dân thường vậy đó. Rồi, Happy quýnh đi. Happy quýnh mấy cây bút này đi. Cái bút này mà tọt kiểu mắt chết. Đừng mắt. Ừ, Happy, nó. Đó, cái bà này ai quýnh á. Để tôi quýnh bả chờ. Đứng lại, tên kia đứng lại. Tên chậm này, thật là quá đáng. Bạn của kangaroo mà. Ừ, nhưng mà chạy mất tiêu rồi. Bà này bả nhiều chuyện lắm, bả hay phá tôi lắm. Vậy mới vui. Ừ, trời ơi, kìa, bả me, bả đứng á, bả đứng bả phá đó. Bả nè. Đâu ra? Happy đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ của mình đó. Happy quýnh mấy cái này nhanh hơn tôi hồi đó nhiều. Nên bây giờ Happy phải lại đây nè. Khoan, đợi chút bánh không cọp này cái chiêu đi là sẽ bị mất. Đúng rồi, đây giờ sẽ bị mất á. Nhưng mà Happy quá mạnh rồi. Happy hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ á, tôi có thử thách mới cho Happy nữa rồi. Thử thách gì? Bây giờ Happy trả nhiệm vụ đi, tôi sẽ cho Happy thử thách mới. Nghe đây. Đúng rồi. Rồi, nhớ đây đúng không? Đúng luôn. Rồi thử thách mới tiếp theo của Happy á là dung hợp vũ khí. Ồ, là Happy thử mở hộp đồ lên đi. Mở cái vũ khí chỗ cây kiếm á. Ok. Rồi sau đó Happy chọn vũ khí mà Happy thích nhất. Happy thích hả? Ồ, Happy thích cây yếu xìu hả? Không phải. Happy chọn cái cây mạnh mạnh em màu tím đi. Cái này ha. Cái đó mình... Rồi Happy bấm chữ phu này nè. Rồi. Dạ Happy bấm cái này cho nhanh. Đó, dạ Happy bấm này, đó, nó sẽ tự động phu luôn. Nhưng mà vũ khí lúc nãy của Happy quá ít nên nó không có mạnh lên. Nhưng mà nó sắp mạnh lên rồi đó. Ừ. Thôi, xong em dậu rồi, Happy trả em dậu đi. Cái này là chữ gì vậy? Cái đó hả? Cái này là nhà của cái ông hàng xóm á. Nhưng mà ổng hiếm mà mở cửa lắm. Này có gì tí Happy chạy vô nhà ổng nha. Trời, ổng mở cửa mới vô chứ. Nhảy vô Happy... nhà ổng. Ui, gì? Nhiệm vụ tiếp theo sẽ cực kỳ khó. Happy đã sẵn sàng chưa? Rồi. Đó chính là quýnh cột kim cương. Cột kim cương, đun. Happy bị bạn của kangaroo kết rồi. Đi ra nha, tôi quýnh vô đầu á, tôi cốc vô đầu là sưng á. Nè, cái này nhanh hơn. Chết tiệt nè, đi ra chỗ khác đây. À, Happy đang làm rất là tốt. Lại đây coi nè. Đã ghê bạn. Đi dây lại coi nè. Bạn đi dây, đừng có đừng phá nha. Ừ, đừng có đụng cái cột. Để tôi phá thôi. Tôi đã lấy được rồi. Tôi lấy được cái cột kim cương đem về nhà luôn. À, đem nhà trưng bày hả? Giả bộ thôi, chứ cái đó là tôi cũng đang giúp Happy làm nhanh hơn á. Chứ Happy quýnh là tính tết Congo luôn. Bộ Happy này. Rồi, cảm ơn bạn DJ. DJ quá kiếp. Nhưng mà đừng có làm nha, để Happy thử rồi. Happy thử rồi. Happy thể tiêu diệt cái cột kim cương trong bao lâu? Chắc tới năm sau á. Mà quýnh. Đừng đứng đi, chắc tới năm sau. Ê, tôi chỉ cho Happy con một cái phiên bản hack siêu đỉnh nè. Hack gì? Happy thấy cái túi ở dưới cây kiếm không? Túi cây kiếm rồi hả? Bấm vô. Happy sử dụng cây kiếm đầu tiên nó cho á. Sử dụng luôn. Ừ, nó Happy sẽ mạnh hơn. Ủa vậy hả? Ừ, Happy sẽ mạnh hơn, nhưng mà mạnh hơn có miếng à ngang. Tại Happy quá yếu á, để chút nữa cho Happy siêu mạnh luôn. Ơi, có ai phụ Happy không? Phụ Happy không? Bùm. Rồi, cảm ơn. Đi dây này nhiều chuyện quá ta. Nè, có cái gì nữa nè Happy? Đấy, Happy có kỹ năng. Happy học được kỹ năng rồi. Wow, quá VIP luôn, VIP Pro luôn. Tôi hồi đó tôi làm hết nhiệm vụ luôn, tôi chưa được kỹ năng. Để Happy thử kỹ năng nè. Ừ, thử kỹ năng đi. Ôi nè. Wow, nhanh thiệt. Thử thêm này. Ờ, không, phải thử kim cương đúng không? Ừ, thử chiêu vô kim cương. Đây, đó. Skip rồ quá ta. Wow, chiêu nhìn đẹp á. Nhưng mà vẫn chưa đủ mạnh, nhưng mà quýnh mất máu nhanh hơn nãy rồi. Ờ, đó, Happy đó, thấy Happy đánh nhanh. Vũ khí của Happy bây giờ mặt cười quá, toàn là búa sẻn thôi. Nhưng mà nó vẫn phá được nè. Happy đúng kiểu đi đào mỏ kim cương á. À, đúng rồi. Thôi, để tôi giúp cho anh cái nè. Bây giờ mình về mình giảm vụ đi. Đây nha.
Nhưng mà ai mà đi lấy búa thì đâu kim cương đâu. Có phải không? Không, Happy sẻn với búa, không có gì cúp đâu. À đúng rồi, cúp mất tiêu. Thế nè, bây giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ, ủa trả nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ tiếp theo nè. Trả đi. Rồi trả nè, nhắn liên tục trả rồi nữa. Bây giờ Happy đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Nè Happy mới có IQ1 à. IQ1, không, cái đó IQ1 có nghĩa là Happy có nghĩa là mới giờ chỉ là người mới thôi. Mốt nữa Happy sẽ mạnh lên từ từ. Thôi bây giờ nè, Happy hãy nhận cúp của mình đi. Đó, thấy cái cúp kế bên túi không? Rồi Happy nhận được cái cúp đầu tiên rồi đó. Bây giờ thì Happy coi kỹ năng. Đó, kỹ năng lúc nãy Happy lụm được nè. Có 120 đam thôi. Có cái hẻm nè, vòng quay may mắn Happy. Thôi để Happy. Happy quay thử thôi. Thôi nhận lại hả? Ừ, để tôi sẽ bút may mắn Happy. Lại bút may mắn đi ra. Đi ra đi vòng vòng cho may mắn. Ui, 500. Rồi, Happy xui luôn. Sáng nữa là được vũ khí vàng rồi. Nhưng mà không sao, Happy còn thêm một lượt quay nữa. Ừ, quay đi Happy. Vũ khí vàng á là siêu mạnh lúc mới đầu vô á Happy. Ờ, vũ khí vàng thôi. Vũ khí. Gì vậy, Ê, kỹ năng mới. Wow. Happy học được một kỹ năng mới hả? Phải không, đó là cuốn sách để rớt kỹ năng nhiều hơn thôi. Cái tỷ lệ rớt kỹ năng tăng gấp đôi. Tức là sao? Có nghĩa là Happy có thể quýnh ở đâu là cũng rất kỹ năng hết á. Tức là có kỹ năng hoài đúng hả? Không, dễ rớt hơn gấp đôi thôi, gấp đôi là nhiều lắm á. Nhưng mà chừng nào Happy quýnh kìa hả? Ừ, giờ nào bây giờ Happy hãy thử tập luyện với những cây này. Tại Happy đã mạnh rồi á, bây giờ tập luyện nó sẽ rất kỹ năng nhiều hơn á. Ok, để Happy cho sử dụng cuốn ấy. Ừ, nó Happy thử quýnh những cái cây cột coi. Một cột nè. Rồi xong tới cột đá. Cột đá. Happy thử quýnh cột vàng mới thử thách mới của Happy chứ. Wow, nhanh hơn quá chừng luôn kìa. Đúng rồi. Mới đầu cột vàng Happy mất rất là lâu. Nè, thêm kỹ năng nữa nè. Kỹ năng cũ nhưng mà nó nâng cấp từ từ lên á, lượm càng nhiều nó sẽ nâng cấp càng nhiều lên. Đó, Happy bây giờ Happy dễ ra kỹ năng hơn. Một xíu Happy sẽ đánh kim cương. Ừ. Tại vì dạ, bây giờ Happy đánh nhanh hơn rồi. Happy kiếm đủ 5k điểm đi. Qua thế giới thứ hai tôi sẽ cho Happy một cái món quà cực VIP luôn. Cái gì vậy? Đó là vũ khí siêu mạnh sau lưng tôi này, thấy không? Thấy những cái vũ khí không? Đó. Hay. Đó. Ôi, đã rồi. Ghê. Nhưng mà khi mà cầm vũ khí của tôi lên thì Happy không mạnh bằng tôi đâu. Tại tôi là thuộc dạng là cao thủ rồi, hiểu không? Đúng rồi, tại vì bạn là Q3 lận. Tôi là bình rồ, còn Happy là nước thôi. Nước Happy mới chơi đó. Thôi bánh nãy giờ chưa đánh thì chắc tới năm sau quá. Đợi luôn. Đi vòng vòng đứng đợi. Ê giúp Happy đi. Happy phải quýnh nửa cây kìa. Trời ơi nè. Đúng không? Nâng lên cấp nè. Tiệt chiêu lên cấp 2. Đúng rồi. Ê lên cấp 2 rồi. Thôi Happy quýnh tiếp cái trụ rồi. Bây giờ nó quýnh nhanh hơn một miếng nữa thôi. Tại vì những cái chiêu này còn rất là yếu. Happy lên cấp 2 rồi. Giờ Happy chỉ còn 4 cấp nữa thôi. Để tôi phụ nha. Tâm. Rồi. Ôi Happy được kỹ năng mới. À, kỹ năng là lời nguyên của quá vật. Wow. Kỹ năng tên ngầu quá nhưng mà không biết mạnh không. Tôi nghĩ là yếu chịu à. Khoan, để nó hồi xong một chút. Rồi, bây giờ chúng ta hãy thử với cột kim cương cái kỹ năng của Happy á sao nha. Ok, đợi. Ok, 1, 2, 3, cột diamond. Ồ, nhanh chiêu ngầu á. Ghê không. Ghê. Ồ, nhanh lắm. Chuẩn bị nè. Đó. Wow. Đợi, nó đang hồi sắp xong rồi. Mà mấy cái vũ khí của Happy cũng bay tùm lum đẹp quá. Nhưng mà đợi tí, ai cái kỹ năng này nè. Sao, kỹ năng nào? Đó, wow. Ra chưa? Để đá nè, để tôi quýnh cái à. Thụ dạ. Ôi, kỹ năng lụm được thêm kỹ năng kìa. Kỹ năng lụm được thêm kỹ năng. Thì dùng kỹ năng, rất kỹ năng. Đây, thêm. Ý á, ủa lụm, đó. Trời đó, mới đánh con cái à. Happy thử cái cục gỗ nè. Không, đợi chút, Happy phải thử lên, từ từ lên đúng không? Đúng rồi, nè, Happy phải thử từ từ chứ. Nè đó, cục vàng. Để chút Happy qua cục kim cương liền. Ôi, nó lên thôi, bị nhiều đá luôn. Ê, Happy được, ôi, Happy được thêm kỹ năng mới nữa nè. Kỹ năng mới nè, đâu, kỹ năng nào vậy? Kỹ năng này nè, đợi chút. Đâu, thử dùng cho tôi coi kỹ năng đó là sao. Đây, đó. Wow. Hai kỹ năng wow, đó. Wow, nó nổ ra kìa phải không? Đúng rồi. Ui, siêu mạnh nha. Nhưng mà tôi có chiêu y vẻ này, giờ tôi dùng nè. Bum. Ồ, được kỹ năng nữa kìa, nâng cấp kỹ năng lên rồi. Wow, ơi mà Happy được 5k rồi nè. 5k hả? Dữ hả? Nè, đi. Ồ, ghê quá. Đi qua cái cổng nè. Thế giới mới. Chúng ta hãy cùng nhau đến thế giới mới nè. Wow, Happy đến thế giới mới rồi nè. À, quá đã luôn. Ồ,
Happy Happy, bây giờ ấy, chúng ta thử thách thế giới mới đi. Đó là chúng ta sẽ lại đây nè, cái bảng nè, chỗ nhận nhiệm vụ mới nè. Rồi. Hả? Nhiệm vụ đầu tiên á, Happy muốn cầm phim đây để nhận nhiệm vụ mà. Ok, nhận hết rồi hả? Ừ. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên là giết 5 con rắn. Ồ. Ê. Những con rắn ở đây đang bị đột biến và nó cần giúp đỡ đưa đi bệnh viện. Wow, Happy mạnh vậy. Tôi không ngờ Happy nhanh như vậy, đã thích nghi với mấy con rắn rồi. Rồi. Ở đây đây, con rắn tiếp theo, con rắn tiếp theo. Hai con rắn. Happy mạnh quá ta ơi. Rồi, với em mới được con này là con thứ hai. Không, Happy quýnh vậy là nhanh hơn tôi rất là nhiều rồi. Đó, thêm con này nữa là 3 con. Mình chỉ có 3 kỹ năng thôi hả? Đúng rồi. Tức là mình sẽ nâng cấp kỹ năng lên đó đúng không? Không, chúng ta vừa nâng cấp kỹ năng mà vừa tìm được những kỹ năng mới nữa. Happy đánh cái cây tre nè, cây tre dễ thương vậy mà Happy lại đấm cây tre. Gắn nè Happy, không gắn ở đằng đó đi. Đó, DJ nãy DJ đâu vậy? Nè, DJ à. Ui, đánh Happy đánh được cái con bự rồi nè. Cây tre không được. DJ đó, DJ làm á. Cái này cái cây ác quỷ. Cây ác quỷ đó. Để Happy đánh. Ôi, Happy quýnh cái cây này lâu quá. Đây, để tôi phụ nha. Nó ghê vậy. Nó gớt tiền ra cho Happy lụm luôn. Ôi, cái kia là 45 lận. Ôi, thấy chiêu mạnh không? Thấy nguyên một đường đất đánh luôn. Đánh con này đi, đánh con này đi. Không, trời ơi, bạn kia trưởng Kame chết luôn kìa. Ê, Happy quýnh con rắn đó là đủ 5 con rồi á. Chúng ta hãy nhận nhiệm vụ tiếp theo thôi. Nhiệm vụ gì vậy? Nhiệm vụ tiếp theo để Happy mạnh hơn nữa nè. Đi theo tôi. Đi. Đó, đi qua đây, tôi sẽ chỉ cho Happy nhiệm vụ tiếp theo nha. Ok. Đây. Đó, cầm phim đi. Cầm phim hết. Bây giờ nhiệm vụ là quýnh 5 cây tre. Trời ơi, Happy đánh cây tre rồi. Một cây nè. Hay quá ta. Ủa, ta đâu nói là cây tre bự hay cây tre nhỏ đâu. Chúng ta sẽ quánh cây tre nhỏ thôi. Hai cây, ơi, đợi bạn kia đánh rồi. DJ đang phụ Happy để làm nhiệm vụ á. Ba cây nè, cây thứ ba nè. Happy muốn Happy trở thành một người siêu mạnh không? Muốn. Thì bây giờ Happy phải chăm chỉ làm việc. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chặt cây à. Đó, cây này là cây cuối cùng, xong. Rồi, xong cây thứ năm rồi đó. Chúc mừng Happy nha. Trời ơi, hoàn thành nhiệm vụ này nhanh như vậy, Happy đúng là thiên tài á. Sao ạ? Đánh cái đường. cái bạn DJ. Không, nhưng mà chưa cần đâu. DJ đang giúp thôi. Kệ mốt nữa DJ sẽ phụ trách là giúp Happy nghe DJ. Rồi bây giờ sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo, cầm phim đi, nhận nhiệm vụ tiếp theo nè. Rồi. Đó, bây giờ á chúng ta đối diện với một quái vật mạnh hơn, đó là cái cây mầm nâu này đây. Đó. Trời ơi, cái cây này có truyền thuyết là nó siêu mạnh đối với những người mới luôn. Cái cây này nè mới là siêu mạnh, cái màu đen á. Cái màu đen là ở một đẳng cấp khác rồi. Nè, nãy giờ Happy đánh nó sắp ngẫm rồi nè. Đừng có ai lại đánh nha. Tôi muốn đánh cho một cái quá. Không, đánh cái con cái bên đi. Ê, ai đánh hả? Ủa, Happy đấm, Happy đánh. Dây đấm á, thì dây mạnh lắm. Ê, có bạn mặc đồ giống Happy kìa. Mặc đồ cục gạch. Ui, bạn này mạnh, nhưng mà bạn nó mạnh hơn Happy nhiều quá. Bạn nó có cái đỉnh nữa kìa. Cái đỉnh gì? Nè, nó ngẫm rồi nè. Ủa, ghê chưa? Cái nồi, cái lu, bạn có cái lu. Đâu cái lu? Không? Bạn có cái gì á? Cái nồi hay cái lu? Còn bạn có cái chén. Còn kangaroo có chén. Trời, cái chén của tôi siêu mạnh luôn á. Cái chén của tôi á để dành bỏ thức ăn vô ăn ngon lắm. Thôi, cái đó đồ cho chó ăn. Sao Happy thấy nói vậy? Cái chén bằng vàng á Happy, có chó này ăn chén bằng vàng không? Có. Happy tào lao. Tôi sẽ phá Happy nè. Tôi phá cái rương, của Happy luôn. Happy có đồ. Happy có đồ hả? Nè. Phá của Happy luôn. Ôi nè. Cái gì nè. Ê Happy nè, cái gì nè. Happy được lá may mắn á. Nhận vô. Ơi. Ừ, may mắn giúp cho Happy có thể quýnh lẫm được nhiều đồ hơn. Ghê hả? Ừ, phá nè. Bây giờ quýnh cái cây. Cái đó là uống cái may mắn, uống vô luôn Happy, uống vô luôn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quýnh cái cây này tiếp. Nhiệm vụ đang quýnh cây mà nãy giờ Happy quýnh cái gì không à. Nè, cái mặt cây tiếp theo nè, mặt cây đây nè. Ở đây có nhiều mặt cây lắm. Để Happy đánh. Ừ, cho Happy đánh đi. Dạ. Bấm một cái thôi là nó sẽ tự đánh. Happy thể chạy vòng vòng cái cây được á. Tại vì Happy muốn đánh vậy. Tôi sẽ làm yếu giống Happy, tôi mới giúp Happy được. Nè, nhìn nè, Happy có chút xíu luôn á. Happy thu nhỏ là cái gì mà chút xíu được. Nè, nhìn nè. Ồ, chút xíu thì thiệt. Đó là thu nhỏ Happy. Bây giờ Happy đấm con đó, Happy thấy là lâu không? Lâu quá
Vậy thì phải nhờ DJ giúp rồi, DJ giúp Happy đi. Không, sắp xong rồi, đừng có đi đây. À, Happy muốn tự lực cánh sinh. Đúng rồi. Happy muốn tự làm nên sự nghiệp. Đúng rồi. Như vậy mới có thể là sao? Có cơm ăn chứ. Nè, anh em bây giờ chúng ta quánh cái cây tiếp theo đi. Cây gì đây? Cây này. Cái cây bên. Đúng cái. Ủa, cái rương mà Happy. Chúng ta quýnh ba cây thôi, bây giờ nhiệm vụ là quýnh ba cây thôi. Quýnh ba cây. Quýnh năm ba cây mà Happy sắp xong rồi, còn một cây nữa nè. Một cây đây nữa. Một cây này. Happy đang giỡn với tôi phải không? Không. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, thiên tài Happy mà bây giờ học dốt quá nghe. Kêu quýnh cái cây, quýnh con gắn tối ngày. Thôi nè, bây giờ chúng ta sẽ đi trả bài cho giáo viên. Đi trả bài Happy ơi. Đang đánh cái con này. Trời ơi, nè, bèo, xong luôn. Không cho Happy quánh luôn. Đi đánh tiếp. Ê kìa, chỗ này chỗ quay trứng nè. Quay trứng nhưng mà mắc tiền lắm. Để một chút nữa đi. Có nhiệm vụ quay trứng thì phải. Nè, lại Happy. Lại trả nhiệm vụ nè. Happy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quýnh ma cây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đối diện với những con quái vật mạnh hơn. Đó chính là ma cây màu đen. Không, con rắn màu đỏ bên kia kìa. Happy quánh rắn rồi mà. Bây giờ mọi người đứng yên để Happy tự quánh thử. Happy quýnh mất máu của nó được không à? Được chứ. Nhưng mà hơi lâu nha. Happy quýnh để coi bao nhiêu máu nha. Ủa, Happy quýnh 500 máu. Mỗi một giây Happy quýnh gần 500 máu á. Ghê dạ. Ừ, để thôi tôi phụ luôn cho. Chúng ta đi trả nhiệm vụ nè. Tại Happy có tôi giúp đỡ á. Chứ hồi trước á, lúc mà mới vô thế giới này tôi rất là khó luôn. Chứ nếu như mà không có thằng Garou với lại bằng DJ là Happy quánh tới lẫn. Tại vì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn người mới mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đối diện với quái vật cây tre. Đó, cây tre màu tím. Cây tre màu tím hồi nãy vừa vô Happy đánh rồi. Giờ Happy đánh tiếp hả? Đúng rồi. Mình nhận nhiệm vụ quýnh con nào mình quýnh đó rồi nè. Okay. Xong luôn nè. Tôi được kỹ năng mới. Kỹ năng gì vậy? Kỹ năng là nhát chém của cây tre. Nhát chém cây tre. Thôi được rồi Happy. Bây giờ chúng ta trả nhiệm vụ đi. Chúng ta chỉ cần quýnh một tre tím rồi. Tại tre tím rất là mạnh luôn á. Happy mới được có 12.000 à. Rồi hay tôi sẽ bỏ hết mấy cái. Rồi nè, trả nhiệm vụ. Rồi sao? Rồi trả nhiệm vụ đúng rồi. Trụ Happy giỏi quá ta. Đó, bây giờ chúng ta sẽ giết cái cây màu đen. Nó có sấm sét ở ngoài không kìa, thấy không? Nó như Son Goku luôn. Nè. Happy thấy rõ ràng là Happy đánh nó rất là lâu không? Hồi đó tôi sẽ dành 3 ngày 3 đêm để quýnh á. Đánh nó giùm Happy đi. Bùm. Sao? Ui, tôi lại được kỹ năng nữa rồi. Sao kỹ tôi hên quá ta? Kỹ năng là vết nứt hay gì á? Tại vì kia, tại vì á Happy hay rớt ra kỹ năng mà. Không, tại Happy tuy là Happy có thể rớt kỹ năng được nhưng mà nhân vật Happy yếu quá, không dành đồ lại tôi đâu. Để Happy đánh cái rừng. Happy nãy giờ. Cái bạn gì? Ôi, bạn này xinh cu thiết thiệt luôn nè, cái đầu kìa. Đâu? Mà bạn này đi vậy là sao Happy farm được? Trời ơi, từ ơi, cái bạn DJ. Rồi, thôi bây giờ á, Happy đã hoàn thành xong hết nhiệm vụ đây rồi. Tôi cho Happy nhiệm vụ là lên cấp Happy. Mà muốn lên cấp Happy sẽ đi quýnh hết mấy con ở đây đi. Happy quýnh từ từ đi. Ok, để Happy lại Happy quýnh cái con này. Bây giờ vũ khí của Happy yếu quá, Happy sẽ đi quay đồ nha. Thôi, Happy giỏi vậy, biết luôn, nãy giờ tôi quên nhắc Happy chuyện đó luôn á. Quay đồ với bạn DJ nè, đó. Ôi, DJ nãy giờ chắc là lấy được nhiều đồ VIP lắm á. Ơi, Happy được cái gì nè? Ồ, vũ khí xanh. Tiếp theo nữa nè. 16% được vũ khí xanh thôi á. Ừ. Wow, dạ. Lại là vũ khí xanh nữa hả? Đúng rồi. Bây giờ thử một phát nữa, Happy, một cái nữa thôi. Ok. Một cái nữa đi. Rồi, một cái nữa. Ui, ra đồ tím đi. Trời ơi, đồ xanh. Không mà đồ xanh là may lắm rồi. Happy, tôi quay toàn ra đồ xanh lá cây không à. Trời ơi, đồ này nè. Đồ xanh này á, Happy bấm sale để bán đi. Nút dưới cùng màu vàng á. Rồi. Rồi Happy muốn mặc đồ vô, Happy bấm nút giữa này nè, nãy đó. Nó sẽ tự mặc đồ rồi. Để tôi coi Happy ơi. Bây giờ Happy có 3 cái phi tiêu với một cái kiếm nhỏ phải không? Đúng rồi. Đó, tôi nhìn thấy ở ngoài luôn nè. Đúng rồi. Bây giờ Happy thử coi Happy đã mạnh hơn chưa đi. Ok, đánh thử con cây nè. Ồ, nhanh hơn nãy nhiều quá. Đúng rồi, chứ hồi nãy trong rì à. Nhưng mà tôi chỉ cho Happy một cái bí mật nè. Bí mật gì ạ? Đó là tụi mình phải đánh boss mới nhanh chứ quýnh mấy con này lâu lắm. Đánh nè. Boss hả? Thí dụ Happy lựa con ma cây này đi. Happy phải lựa nó, Happy farm từ từ. Happy farm đi. Quýnh từ từ. Cái ống màu vàng của Happy thấy không? Ở đằng kia có một cái ống màu vàng. Newbie Q1 á.
đó. Happy ráng pha cái ống lên 100%, thì Happy cũng có thể gọi là thăng cấp lên một cái đẳng cấp mới. À hiểu rồi, để Happy sẽ đánh cái con này. Happy hồi nãy Happy đã farm được cái con này, Happy được quá chừng kim cương luôn nè. Thôi Happy sắp qua má rồi nè. Tôi về đây. Ủa Happy nãy giờ quýnh xong con đó chưa mà thấy còi nguyên đây nè. Quýnh xong rồi nè. Ủa vậy sao nó còi nguyên? Happy lười biếng phải không? Nè Happy được 38.000 kim cương rồi nè. À vậy là con này chắc là con xuất hiện lại rồi. Vậy mà tôi chắc lộn Happy, biết gì không? Nãy giờ tôi đi qua một thế giới tiếp theo, tôi bên bển tôi farm. Ủa bên bển á có rất là nhiều bò cạp luôn. Nhưng mà Happy chưa có được quýnh đâu. Thì tôi bên bển vui lắm. Trời ơi. Thôi Happy gán đi, hãy quýnh những cái cây này nhiều nhiều lên. Rồi khi mạnh rồi tôi sẽ dẫn Happy qua bển chơi chung hen. Ok, tại vì nãy giờ Happy đang đứng xem nè. Tôi đang thấy cái gì nè, thấy DJ nè. Bây giờ siêu yếu luôn. DJ đang phụ Happy kìa thấy không? Thấy rồi. Ôi mà DJ đang sử dụng các kỹ năng như là chọi đá nè, chọi tiết nè, rồi bắn tia đỏ nữa, nhìn hơi khác Happy mà. À nhưng mà chọi đá là giống Happy á. Happy cũng chọi đá hả? Không, chọi đá với lại bắn tia đỏ là có Happy luôn á. Ồ vậy là Happy với DJ đang sử dụng chung một bộ kỹ năng rồi. Đúng rồi. Thôi để ngốt nữa, tôi bắt trước ba người phải chung chung vậy mới vui. Mấy người mà mới vô sẽ có cái kỹ năng này, Happy nghĩ là vậy á. Ừ đúng rồi, phải có kỹ năng hết chứ. Nè tôi về vô tôi lấy cái kiếm nè. Happy mạnh hơn luôn nè. Ủa không phải Happy mạnh hơn đâu, có bạn DJ giúp Happy sắp xong á, chứ không là nãy giờ Happy mò tới. Happy có biết là tôi cũng đang giúp Happy không? Ê đừng có đánh nữa, để Happy đánh. Không tôi yếu lắm, tôi quýnh lâu á. Nè Happy sắp xong rồi nè. Nè chuẩn bị nè, 1, 2, 3 boom. Wow, 7k tiền. Happy xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ. Đâu phải 7k tiền đâu, 50k luôn. Ủa Happy có 50k không hả? Nè. Ồ vậy Happy qua map tiếp theo đi Happy. Ghê không? Ghê. Nè mở map tiếp theo nè, vô nè, đi. Mở ra. Ủa không, nó kêu đi đâu nè. Đâu, lại mở chìa khóa ra. Ủa, Happy phải tấn công con boss của map này trước. Boss gì? Là con chùm của map này á. Nè Happy thấy chỗ này không? Cái chỗ mà trắng trắng á, nó Happy phải vô đây. Rồi bây giờ Happy muốn vô quýnh boss không? Muốn. Boss khó lắm nha, vô. Đó, con hổ. Ủa Happy, God. Bây giờ chúng ta sẽ quýnh nó nha. Ok. Thôi trời ơi, con hổ nó giả kìa. Con hổ này rất là mạnh luôn, nên tụi mình quýnh nó hơi lâu á. Trời ơi, Happy chạy chậm quá à. Nè, những cái lốc xoáy của nó ra. Happy đừng có để mất máu nhiều quá nghe. Okay. Mất máu nhiều quá Happy sẽ chịu không nổi đâu á. Ôi, nó dí em Happy không vậy? Không, Happy mất máu nè. Con hổ này quá là mạnh luôn. Tôi phải sử dụng kỹ năng với nó rồi. Thì sử dụng kỹ năng đi. Nãy giờ tôi chưa sử dụng chọi đá thôi, chỉ có Happy với DJ chọi đá thôi. Bây giờ tới tôi chọi băng nó nè, nó tôi chọi đá nó nè. Nãy giờ chọi đá, chọi đầu nó cũng không chịu nữa nè. Ôi da. Happy đang bị tấn công rồi. Happy phải chạy, nếu mà nó dí mình phải chạy với lại né mấy cái lốc xoáy nó ra nha. Okay. Cái con hồi đó tôi phải tập hợp 10 người lại quýnh mới lại á. Tại 10 người yếu như tôi. Nên Happy rất là mạnh rồi. Tại vì 10 người mà kiểu như là nếu như mà 10 người mà mười người mà yếu á là bị quýnh vài cái chết à. Quýnh vài cái là ngẫm. Mấy cái lốc xoáy của nó là siêu mạnh nữa. Nó chưa có sắp ngẫm đâu nè. Nó nhưng mà cũng mất máu rồi nè. Ui, nguy hiểm quá Happy thấy mấy cái lốc xoáy quá chừng không? Mất cừu á, mấy kiếm bay qua bay lại. Bay đầy luôn. Ủa sao con hổ này nó có cánh mà nó không biết bay à? Trời, con hổ này có cánh để dành để chơi thôi. Ui, nó dí tôi. Chạy đi. Nãy giờ không ai mất máu của mình, Happy mất máu rồi. Tôi giỡn thôi chứ tôi mạnh lắm. Tôi đứng cho nó quýnh được luôn, nhưng mà đây là thử thách của Happy mà nên cho Happy bị quýnh nhiều quá. Thôi giúp Happy đi trời ơi. Rồi trời ơi, chúng ta đã quýnh được 100.000 máu đó rồi. Ờ đúng rồi, sắp nó sắp ngẫm rồi nè. Ui nhung nha. Nhưng mà chưa không dễ dàng đâu, tại vì con hổ này khi mà nó giận dữ lên á thì nó sẽ sử dụng nhiều lốc xoáy ra nữa đó. Không sao, Happy né được mà. Ơi kìa. Lại gần hơn để quýnh nó, đừng chạy xa quá, bấm vô nó. Ừ đúng rồi. Rồi chạy xa á mình cái kiếm nó sẽ thu lại. Cái kiếm nó sẽ thu lại á. Kìa chạy đi. Ôi trời ơi, nó nè, con này quýnh tôi hoài. Hồi đó mỗi lần nó quýnh tôi là tôi chạy vô góc, tôi núp, tôi khóc hù hù, sau đó tôi chết luôn. Thế hả? Tại tôi yếu quá.
Lúc đó tôi quýnh con hổ, hổ mất máu. Ui da, thế này bị đau nè. Ừ, trời ơi. Ê, nó sắp ngấm rồi nè. Nó dữ lắm á, con hổ này dữ lắm á. Đun. Nó là chùm của map này mà. Chùm á hả? Ừ, chùm nó mới quýnh lại được. Happy thấy mấy con ma cây mấy anh kia đâu quýnh mà được phải không? Con này vừa quýnh mà vừa dùng chiêu luôn. Ờ đúng rồi. Đó, thì đây là thử những cái thử thách mà chúng ta phải vượt qua trước khi mà qua map. Rồi nữa. Xong rồi nè, nó sắp ngấm rồi. Ủa, nó sắp ngấm rồi. Ngấm đây. Ngấm ơi, ngấm ơi. Ngấm ơi. Rồi. Hãy đếm nè, 5k nè, 4k nè, 3k nè, 2, 1. Công yeah, ưu tiền. Yeah. Ê, mở rương. Mở rương hả? Ừ, bây giờ Hebi muốn mở rương Hebi có phải có chìa khóa nè. Phải vô đây nè, và bấm nhận chìa khóa. Đó, Hebi có 3 chìa khóa nè. Bây giờ Hebi thử mở rương coi. Ok, mở rương. Ui, tôi mở rương thử coi tôi được cái gì coi. Wow, à, tôi được một cuốn sách. Còn Hebi được gì ạ? Hebi được cái này nè, cái này là gì vậy ta? À, cái đó là quy á, đó là khí á. Khí để cho Hebi lên cấp tiếp theo á. Nè, nhưng mà Hebi qua mắt. Ủa, không phải. Chưa qua mắt ơi. Ê, Hebi, cái ống của Hebi lên 97% rồi kìa. Đi quánh tiếp. Bây giờ Hebi cần 3% nữa thôi là Hebi có thể trở thành võ sĩ cấp 2 rồi. Đợi chút Hebi quánh thêm một cái con này nữa. Hebi trở thành siêu saiyan cấp 2 rồi, sắp rồi. À, 98%. Nhanh thiệt luôn á. Tôi mới lúc mà hồi đó tôi quýnh mấy con này rất là lâu rồi. Tại vì á, nếu mà Hebi càng mạnh thì Hebi sẽ càng nhanh lên cấp hơn. Ê, Hebi 99% rồi nè. Ừ, rồi chuẩn bị chưa? 100%. Wow, chúc mừng Hebi. Thôi bây giờ Hebi lên cấp. Đúng rồi, cái chỗ màu xanh nó biển với Hebi. Đúng rồi, bật rồi, upgrade lên. Wow, tu luyện Hebi đã lên cấp 2. Ghê chưa, đó. Ngầu quá. Hebi đeo mắt kiến rồi, đen rồi, ngầu quá Hebi. Rồi, được rồi. Bây giờ Hebi hãy đi qua map tiếp theo nè Hebi. Rồi, qua map nào? Đi cái cửa Hebi, cái cửa trước mặt Hebi á. Hebi chạy đi map cửa đó đi. Hebi phải chạy qua tới 2 cửa lận á. Đúng rồi, phải chạy qua 2 cửa lận. Tại vì này qua map đầu tiên mà, đây là map đầu tiên á. Yeah. Hello. Ủa, bây giờ Hebi bay kiếm được chưa? Chưa, bây giờ Hebi mới cấp 2 thôi. Hebi phải lên cấp 4 mới thể cởi kiếm. Đó, hay từ từ cấp 3 lượng. Chứ. Cấp 4 lận. Ba. Cấp 3 thôi chưa đủ. Cấp 3 chưa đủ. Nè, bây giờ đi mở map thôi. Đó, tôi qua map trước nha. Chúc mừng Hebi đã đến thế giới bò cạp. Ghê chưa? Hebi tới thế giới bò cạp rồi, để Hebi đi lại xem coi. Ôi, tới 500.000 lận. Nhưng mà Hebi thấy ở đây có quái vật gì không? Có nhện nè, có bò cạp nè, có cương thi nè. Còn là những loài quái vật xấu xa không á. Nhưng mà DJ, lúc nãy á, tôi có nói với Hebi là thể tặng cho Hebi một món quà bất ngờ khi mà Hebi có thể qua thế giới thứ 3 được. Đúng rồi. Nên bây giờ DJ tặng cho Hebi đi. Các bạn ơi, thì hôm nay Hebi đã qua được tới màn thứ 3 rồi nè. Thì vừa vô quá Hebi còn rất là yếu luôn nè, đúng không? Bây giờ Hebi đã rất là mạnh luôn rồi nè. Hebi qua tới màn 3 luôn, đúng không? Và mình đã quánh được con hổ luôn nè. Và nếu như mà các bạn muốn xem món quà của DJ tặng cho Hebi thì hãy đến xem tập thứ 2 nha các bạn ơi. Bây giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.